bên em lại tiếp tục quay trở lại một chiếc Vios, hôm nay là chiếc Vios thứ 3 độ bi led cho các bác nhá. Chứng tỏ là nhu cầu tăng giá rất nhiều luôn ạ. Sản phẩm bi led quay 20 inch line cho chiếc Vios 2014. 2014 các bác nhá. Đây là các bác có thể nhìn thực tế vào với bi led này thì là bắt zin 100%. Vì là bản này là bản có bi rồi ạ. Bản có bi rồi thì sẽ bắt zin rất nhanh rồi ạ. Thời gian em thi công cho chiếc này là mất 2,5 tiếng các bác nhá. 2,5 giờ rồi ạ. Dạ các bác nhìn gần một chút để bi ạ, để em tắt đi ạ. Bắt zin nên là các bác yên tâm về độ đẹp ạ. Em xin mời các bác nhìn vào biển căn đèn này ạ. Khi mà lên hình là như này các bác nhá. Hai chế độ pha cốt, sản phẩm có giá niêm yết là 75 triệu và đang có chương trình khuyến mại với giá rất ưu đãi các bác nhé. Cái này nó sẽ phải kiểm tra pha một chút này. Các bác quan tâm tới giải pháp tăng sáng hay là bất kỳ đồ chơi nào cho xe thì hãy để lại thông tin, bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, em xin chào các bác ạ.